lấy cảm hứng từ chính sách ngoại giao cây tre của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghệ nhân Bùi Văn Tử, sinh năm 1992, trú xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, đã tạo ra tác phẩm Cây tre Việt Nam để tưởng nhớ nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng. Cây tre là một hình ảnh gắn liền với biểu tượng của văn hóa và lịch sử của dân tộc Việt Nam. Và như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khắc họa cây tre Việt Nam với hình ảnh gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển và với một triết lý là mềm mại mà cứng cỏi, nhân ái mà quật cường, biết nhu, biết cương, biết thời, biết thế, biết mình, biết người. Và từ đó cũng chính là nguồn cảm hứng mà tôi sáng tác nên một tác phẩm điêu khắc ánh sáng với tên gọi là Cây tre Việt Nam để khắc họa nên hình ảnh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Để làm nên tác phẩm, anh Tử đã nghiên cứu tài liệu và lên ý tưởng suốt 3 tháng, cùng với đó là quy trình chế tác mất gần 1 tháng. Đó là một quá trình mà cần một cái sự tìm hiểu rất là dài về những câu chuyện về triết lý ngoại giao. Tôi đã phải đọc những cuốn sách của Tổng Bí thư, xem lại những phóng sự, những chia sẻ của Tổng Bí thư. Từ đấy là mình hiểu hơn về câu chuyện và những cái ý niệm, những cái triết lý xoay quanh hình ảnh cây tre Việt Nam. Và thông qua đó thì mới có thể khắc họa được hình ảnh cây tre và hình ảnh của Tổng Bí thư để thể hiện nên cái hồn cốt và cái tinh thần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo anh Tử, nghệ thuật điêu khắc ánh sáng là cuộc chơi trên phần bóng của mỗi vật thể. Khi rọi ánh sáng từ dưới lên, khi thì tĩnh, khi thì động, những chiếc bóng sẽ xuất hiện cùng câu chuyện và nhân vật. Dưới ánh sáng của nghệ thuật chiếu bóng, những tạo hình điêu khắc hay những hình dạng kỳ lạ của những khúc gỗ hay vật liệu tái chế lại trở thành tác phẩm nghệ thuật độc đáo và sinh động. Tác phẩm được làm từ gỗ chắc, một loại gỗ đặc thù vùng núi Việt Nam có độ bền cao, chống chịu được sự biến đổi của thời tiết. Tưởng như chỉ là những khúc gỗ chạm khắc bình thường, nhưng sau khi được chiếu sáng, bóng chiếu của tác phẩm lại tạo nên bức chân dung đầy cảm xúc về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thông qua tác phẩm, anh Tử muốn thể hiện tinh thần và tấm lòng, tình cảm biết ơn và tri ân tới một trái tim Việt Nam vĩ đại, một nhân cách lớn của dân tộc.